Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với clip không dành cho tất cả mọi người, nhưng mà phần 11. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái vùng Coban, nhưng mà thật ra là gần hết rồi. Tôi chỉ nói thêm về kết luận, đó là cái vùng Coban nó là một cái ví dụ điển hình cho cái sự sụp đổ của người Maya thôi. Vậy là hết vùng Coban à, nhanh lắm, nhưng mà hôm nay chưa có hết clip đầu, clip gì 17 giờ hết rồi, không có à. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến chặng cuối con đường của người Maya, kết thúc chủ đề của người Maya. Và từ cái clip sau chúng ta sẽ tiếp tục qua chủ đề về người Viking. Ok nha, nhảy vô clip thôi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về vai trò của chiến tranh và hạn hán trong cái việc khiến cho Maya cổ đại sụp đổ. Thì cái vai trò của cái gì mà chiến tranh và hạn hán khiến cho Maya nó sụp đổ, nó gồm một vài phần. Đầu tiên, đó là vì thiếu lương thực, cho nên là các vị vua không thể nào thống nhất đất nước. Đó là hạn hán nó đã gây ra cái sự thiếu lương thực. Cái thứ hai đó là các cuộc chiến tranh khốc liệt, dã man và dân số giảm nhanh khiến cho cái vị vua khó để có thể mà thống trị một đất nước và dễ dàng bị lật đổ. Cái thứ ba đó là hạn hán tại cái vùng Maya này nó xảy ra liên miên, và bởi vì vậy cho nên là nó rất là khó để có thể trồng trọt, và được xác định cái điều này được xác định bởi carbon phóng xạ của các nhà khoa học đã tìm ra. Năm 475 đến năm 250 trước công nguyên thì đó là cái năm mà có những cái đợt hạn hán rất là nặng, và theo những cái đợt tính toán từ các đợt hạn hán từ trước tới nay á, thì người ta tính toán ra được là chu kỳ của một đợt hạn hán tại Maya là 208 năm. Và đợt hạn hán nghiêm trọng nhất là vào năm 800, có 4 giai đoạn, là giai đoạn từ năm 810 đến năm 860, và từ 910 và 910 với lại ba đợt khốc liệt nhất. Có nghĩa là ba cái đợt hạn hán năm 810, 860 với 910 là ba đợt hạn hán rất là khốc liệt, và nó khiến cho người ta rất là khó khăn để có thể được trồng trọt tốt ở đây. Và khu vực bị ảnh hưởng từ cái vụ sụp đổ cũng như là cái sự hạn hán này, nó là phía nam của bán đảo Yucatan, cũng là một vùng của người Maya. Nó là bởi vì mật độ dân số ở đây rất đông và nhiều vấn đề về nước đã sẵn có. Thời cái đầu hồi đầu lúc mà tôi vừa mới nói về Maya là tôi đã nói cho các bạn về cái phần của bán đảo Yucatan rồi mà, đúng không? Vì tiếp cận và có hai cái tiền đề đó làm cho cái sự sụp đổ của Maya nó càng trở nên nghiêm trọng hơn, là nhất là ở phía nam của bán đảo Yucatan, 99% số dân đã biến mất mà không có lời giải đáp. Thì một chút nữa chúng ta sẽ giải đáp, nhưng mà nói chung là bây giờ hiện tại chúng ta biết là 99% đã không còn ở đây nữa ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua một cái vùng, nó cũng lấy ví dụ để chứng minh cho cái sự sụp đổ của người Maya, như cái vùng mà Coban luôn, đó là vùng Central Petén. Nó có tận 14 triệu người, nhưng mà vào năm 1524 tới năm 1525, khi mà người Tây Ban Nha họ qua họ tấn công á, thì cái vùng này nó chỉ còn có 30.000 người thôi. Vậy đây là một cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy được là vì sao cái dân tộc của người Maya với lại cái vùng Central Petén này nó có gần mấy triệu người mà nó lại có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Thì qua các phương pháp loại suy thì chúng ta có thể thấy được rằng là thật ra các dân tộc ở cái vùng thấp phía nam Maya và cái vùng Central Bentan này thật ra họ không phải là biến mất, mà là họ sống sót khi họ chạy qua những cái phía bắc của Yucatan và chạy qua những cái vùng khác. Và tuy vậy thì không phải là 100 người vẫn còn 100% là người vẫn còn sống. Có nghĩa là khi mà đi vậy thì cái vùng Central Bentan nó mất người, là tại vì nó mất đi cái nó cũng là một vùng của Maya và nó nằm ở phía nam đó, thì nó mất đi những cái vấn đề tự nhiên của nó, thì nó phải buộc phải chạy qua bên Maya. Nhưng mà trong cái quá trình di chuyển đó các bạn, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thì hai cái ảnh hưởng lớn nhất đó là chết đói thay vì chết khát, với lại chiến tranh đánh giết lẫn nhau, là những thứ khiến cho người ta tôi sao lại xin lỗi. Đó là những cái thứ khiến cho cái dân số của người phía nam Maya Yucatan nó bị giảm đi.
Bây giờ năm 1960 thì dân châu Âu của cái vùng Central Bretagne này nó tăng lên 25.000 người. Và người di cư nhiều đã đẩy số dân thành 30.000 người vào năm 1964 đến năm 1989. Nhưng mà từ cái năm này trở đi thì rừng lại bị tàn phá do là con người càng ngày càng nhiều lên. Cho nên là cái mức độ rừng, cái mật độ rừng nó bị tàn phá cũng càng ngày càng mạnh lên. Và vì vậy cho nên là cái việc rừng nó phục hồi cũng khó khăn hơn. Và để lấy một cái ví dụ điển hình cho cái vấn đề này thì chúng ta có thể thấy được rằng có một cái rừng nó tên là rừng Honduras. Cái rừng này là một cái rừng nằm ở vùng Maya và nó là một cái rừng rất là bự. Tuy vậy thì qua cái khoảng thời gian mà người Central Bentan này họ đi vô trong cái vùng của họ đó thì bây giờ cái rừng Honduras đó nó đã bị mất đi 1/4 cái diện tích của nó, bị tàn phá đi rồi ha. Và tóm tắt lại sự sụp đổ của cái vùng họ Maya và lý do mà họ sụp đổ thì nếu nói một cái cách đơn giản và nói một cách nhanh chóng á thì cái vùng này, cái vùng Maya cổ đại với cái vùng Central Bentan nó có khá là nhiều điểm tương đồng, nhưng mà cái điểm tương đồng lớn nhất á đó là nó đều phải chịu những cái thảm họa tự nhiên, và vì vậy cho nên là nó xảy ra cái sự ảnh hưởng về sự sụp đổ. Nhưng mà theo một mặt nào đó thì nếu nói kỹ vô thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều nhau về cái việc này, cho nên là đang tranh cãi không ngừng. Tuy vậy nếu nói theo một cái phía nhất định thì có rất là nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là khiến Maya sụp đổ đó là dân số tăng trưởng và vượt trữ lượng cái tài nguyên thiên nhiên có thể cung cấp được, nó gây ra cái tình trạng là không thể cung cấp tài nguyên thiên nhiên đầy đủ cho người dân, từ đó nó xảy ra cuộc sống nó khó khăn. Và nhà khoa học David Webster đã diễn đạt cái quá trình này như sau, đó là quá nhiều nông dân trồng quá nhiều hoa màu trên quá nhiều đất, có nghĩa là cần quá nhiều lương thực cho quá nhiều người mà thậm chí còn không đủ chỗ cho người ở nữa. Vì vậy cho nên là nó xảy ra cái sự ảnh hưởng về cái việc sống sót và về cái việc sinh sống của người dân. Yếu tố thứ hai mà dẫn đến cái việc bọn họ xảy ra cái vấn đề là cái vấn đề của người Maya sụp đổ đó, đó là phá rừng và xói mòn. Một phần nó thật sự các bạn biết rồi, hồi trước giờ tôi nói cái gì cũng có phá rừng và xói mòn hết, tại đây là một cái yếu tố khá là quan trọng và rất là mấu chốt, bởi vì thường gặp nhất trong tất cả những thứ mà chúng ta biết về cái sự sụp đổ tới ngày nay. Thì yếu tố này nó mang cái tính quyết định về cái hệ sinh thái thiên nhiên. Vì vậy cho nên là hiện tại phá rừng và xói mòn đã làm đất canh tác giảm đi. Đó một phần là người đã không đủ rồi mà bây giờ đất canh tác còn giảm đi. Cái đất đó nó không thể dùng để trồng lương thực được thì không có đủ cái lương thực cho người ta sử dụng. Vậy cho nên nó xảy ra cái chuyện là tình trạng của người Maya càng ngày càng đi xuống. Yếu tố thứ ba khiến người Maya sụp đổ á, đó là chiến tranh khốc liệt. Đây à, hồi nãy các bạn tôi có nói cho các bạn nghe rồi, đó là người Maya đó họ sở hữu một cái quân đội không nói là quá mạnh nhưng vẫn đủ để chiến tranh liên tục giữa các vương quốc với nhau. Tuy vậy thì nó có một cái quyết định đó, một cái phần thành phần quyết định đó là họ cần phải có được lương thực đầy đủ để mà sử dụng trong cái vấn đề này. Trời ơi, để tôi uống nước cái tự nhiên tôi nói tự nhiên tôi đau không luôn nè. Sorry. À, một mặt nào đó bây giờ thôi tôi để cốc nước ở đây luôn, hồi tôi khát tôi uống à. Thì một mặt nào đó cái việc chúng ta sử dụng những cái gọi là quân đội để mà chiến tranh nó rất là bình thường. Tuy vậy thì nhiều chiến tranh và nhiều cái dân tộc đánh nhau để tranh giành cái nguồn tài nguyên ít ỏi tại cái vùng Maya, nó xảy lên cái hiện tượng hỗn loạn và xảy lên cái hiện tượng tranh chấp tài nguyên ha. Và vì vậy cho nên là những cái vùng đánh nhau ở cái vùng chiến trận á thì người dân ở đó cũng mất đi đất canh tác, tại vì nó không có đủ an toàn để cho người ta trồng lúa. Tự nhiên đang trồng lúa, tự nhiên vừa mới ngược cái đầu lên là thành nhân vật phụ là đạn bay xuyên đầu rồi, chỉ có nhân vật chính là nó đứng là nó không sao thôi ha. Rồi đợi tôi uống miếng nước đấy. Rồi nói tiếp thì đó là yếu tố thứ ba, và về chiến tranh nó ảnh hưởng đến cái việc chúng ta mọi người sinh sống và ảnh hưởng đến cái việc mà họ sử dụng cái đất canh tác để mà sống trong cái môi trường của họ, là do có quá nhiều những cái chiến tranh và quá nhiều những cuộc chiến khốc liệt cho nên là đất nó mất đi ha. Yếu tố thứ bốn đó là do hạn hán xảy ra khi dân số quá đông. Thì nói một cách đơn giản là như này các bạn, dân số của người Maya hồi trước đây khi chưa quá đông á
khi một vùng mà bị hạn hán, họ có thể dẫn chuyển qua những cái vùng đất khác bị bỏ hoang để mà sinh sống một cách yên ổn, rồi đợi chừng nào hết hạn hán họ lại quay về, đúng không? Đó là cách là họ cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, họ tạo ra được cái sự xen kẽ luân chuyển giữa mấy cái vùng đất đó, thì không có cái bên nào bị mất đi cái tài nguyên hết. Nhưng mà bây giờ do là cái vùng này, cái xã hội Maya cổ đại đó, đó nó mất đi cái đất đó, tại giờ nó nhiều người quá rồi, thì khi mà đợt đợt hạn hán xảy ra đó thì dân số không có thể nào đi qua một cái nơi khác, cái người dân vùng đó không thể nào đi qua một cái vùng khác được, tại giờ đâu còn vùng nào đâu đi, và vì vậy cho nên họ phải ở đó chịu hạn hán và chịu đói. Yếu tố thứ năm dẫn đến việc xã hội Maya sụp đổ đó là bởi vì vua và các quý tộc chỉ bận làm giàu cho chính bản thân mình, giống như là mấy cái người mà họ cứ tìm vàng để mà họ bỏ vô túi nhưng mà họ không lo cho những người nằm dưới trướng mình đó. Thì vua với quý tộc ở cái thời Maya này nó là như vậy, họ chỉ lo đi lấy những cái thành phố khác, họ chiếm đất của những thành phố khác, và vì vậy cho nên là dân của họ đói, dân của họ thì đói nghèo không có đồ ăn, mà họ thì lại đi tìm cách để chiếm những cái vùng khác và vận động chiến tranh liên tục. Vì vậy cho nên là nó xảy ra cái việc là họ bị lật đổ bởi vì không có ai tin tưởng họ hết, và bởi vì họ chỉ làm giàu cho mình, cho nên là người dân họ cũng không có, nhưng là người dân thường á, họ mà người ta thường căn cứ vô cái độ giàu của vua để mà họ đánh giá cái sự sung túc của thành phố mình. Tuy vậy thì ở thời này nó không còn cái vụ đó nữa, đó là khi họ nhìn ra được rằng là ông vua này sao ổng làm giàu cho ổng không, mà dân mình đói ngoài đây không, ổng thì vàng chất đống đồ ăn quá trời mà ổng thì lại không có hỗ trợ cho dân để mà dân có cái dân ăn, dân có cái dân xài, mà ổng lại đi ổng sử dụng cái ba cái vàng đó đi vô chiến tranh, rồi ổng lại đem cái chiến tranh ông đi đánh nước khác. Ủa rồi dân tụi tôi sao, sao mấy ông không lo gì cho tụi tôi hết? Họ nhìn ra được cái điều đó, vì vậy cho nên là họ bắt đầu vận động cái vấn đề biểu tình, hồi trước thì gọi là và không gọi biểu tình đó, nói chung họ lật đổ cái ông vua. Nhưng cũng có một số các cái nhà chính trị, nhà gọi là nhà quân sự ở trong những cái xã hội này, có nghĩa là họ là những người tiền sử đó, họ là những nhà quân sự tiền sử, họ lẫn trong những xã hội này và họ kích động người dân để tấn công vô những ông vua. Vì vậy cho nên là những ông vua thường nó bị lật đổ rất là nhanh, và cái sự lật đổ của ông hồi trước tôi cũng nói rồi, nó là dựa trên cái chu kỳ quyền lực nè. Vậy thì hôm nay chúng ta đã nói về những cái phần của cái vùng Maya và nói về cái lý do vì sao mà người Maya nó sụp đổ. Nhưng mà tuy vậy thì tôi vẫn thấy rằng là cái việc các bạn nói về cái sự sụp đổ của Maya đó đến đây nó chưa có kết thúc hoàn toàn, bởi vì các bạn biết không, nó có một cái phần nữa mà chúng ta chưa có biết được. Đầu tiên là bây giờ quay về một chút về cái vùng Coban ha, thì chúng ta có nói về cái vùng Coban là nói là nó là một cái vùng không phải của người Maya, đúng không? Và nó ảnh hưởng đến cái việc là người Maya họ bị ảnh hưởng do là phía Nam nó xảy ra những cái vụ hạn hán. Và vậy thì về cái mặt đó chúng ta có thể thấy được rằng là họ có được cái sự ảnh hưởng từ cái vùng Coban. Tuy vậy thì chúng ta vẫn biết được rằng là người Maya họ có rất là nhiều cái sự phức tạp trong cái sự sụp đổ của họ, và chúng ta đã giải thích rồi. Bây giờ tôi sẽ lược lại một chút về cái dự những cái thứ chúng ta giải thích để hồi nãy giờ chúng tôi đang kể tiếp về cái câu chuyện của người Maya. Và trước khi đi đến đúc kết, chúng ta phải điểm lại xem rằng là người Maya câu chuyện của họ cho chúng ta được cái gì. Đầu tiên nói về lý do sụp đổ của người Maya Xích Tạc á, nó có mấy cái. Đầu tiên là bởi vì nó có hai sự sụp đổ nhỏ, đúng không các bạn nhớ không? Thì cái thứ đó nó là bởi vì cái quốc gia nó có những cái vương quốc nhỏ, thì khi một quốc gia nó ảnh hưởng đến các vương quốc đó thì một quốc gia sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vương quốc. Nhưng mà khi vậy nó cũng hoạt động ngược lại, một vương quốc cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các quốc gia. Vì vậy cho nên là cái quốc gia đó có nghĩa là cái gọi là cái dân tộc Maya mà tôi đang nói hiện nay đó, nó có hai cái sự sụp đổ nhỏ từ hai cái thành phố nhỏ của nó. Và từ cái sự sụp đổ đó chúng ta mới thấy được rằng là cái sự sụp đổ đang càng ngày càng lan rộng ra qua cái việc là mỗi thành phố nó đều có cái cách hoạt động riêng mà nó không đi theo cái chính trị của người Maya một cách cụ thể, bởi vì người Maya họ phân chia cái vùng của họ thành nhiều vương quốc mà, cho nên là rất là khó để mà có thể thống nhất. Vì vậy cho nên là cái sự sụp đổ nó diễn ra một cách độc lập. Cái thứ hai
Chúng ta nói người sụp đổ, người sự sụp đổ của người Maya cổ đại chưa phải là hoàn toàn, nhưng mà các cư dân sống sót thì không hề tồn tại trong trung tâm của người Maya. Thì cái vùng này, cái việc này nó nói lên cho chúng ta được rằng á, là cái người Maya đó họ bỏ đi cái thể chế chính trị của họ, họ sinh sống một cách ẩn dật, tuy vậy thì họ vẫn không tuyệt chủng, họ chỉ bị sụp đổ về mặt xã hội thôi chứ họ không có chết. À, cái thứ ba đó là các thành phố trong cái hưng thịnh và suy vong của người Maya nó sẽ đi theo cái quỹ đạo khác nhau. À, thì nói về quỹ đạo thì không biết cái phần này tôi đã nói cho các bạn chưa, nhưng mà nếu như chưa thì tôi sẽ nói luôn, đó là cái vùng mà này á, cái mỗi cái quỹ đạo này đó nó xảy ra bởi vì cái sự phát triển và ảnh hưởng bởi kinh tế của mỗi khu vực nó sẽ có cái sự khác biệt nhất định. Ví dụ như vùng Tây Bắc Yucatan bị bỏ hai năm 700 và lại bùng nổ dân số vào năm 750. Cái vùng của Emirado bị bỏ hoang vào năm 150. Vùng Children is Zafat thì phát triển sau năm 850 trở thành cái trung tâm của Bác Maya vào năm 1000 và lại bị phá hủy vào năm 1250. Có nghĩa là mỗi cái trung tâm, mỗi cái vùng đất nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng khác nhau đến cái vùng đất đó, đến cái tài nguyên của vùng đất đó, và nó sẽ có một cái lịch sử khác nhau. Và tiếp tục đến với phần cuối cùng mà hồi nãy chúng tôi vừa mới nói, đó là 90% dân số của Maya cổ điển nó mất đi mà không thể nào lý giải được, thì cái việc đó nó vẫn rất là bình thường. Bởi vì hồi nãy tôi đã giải thích cho các bạn rồi, là có khi là thật ra người Maya cổ điển ở phía nam, tức là những người ở phía nam đó, không kha không có phải là bị biến mất đâu, mà là họ di chuyển qua phía bắc để mà họ sinh sống. Thì các bạn cũng biết gọi là bán đảo, thì các bạn có thể hình dung ra một cái đảo khá là nhỏ. Tuy vậy thì thật ra là bán đảo Yucatan nó rất là bự các bạn, cho nên là khi người Maya từ phía nào họ di chuyển qua phía bắc á, cái đường đi nó rất là xa, và vì vậy cho nên là cũng không tránh khỏi việc có nhiều người bỏ bị qua đời ở trong cái con đường đi đó ha. Và đó là những phần mà chúng ta tìm hiểu lược sơ lại về những sự bí ẩn của người Maya mà tôi đã được dạy, mà tôi đã giải đáp cho các bạn tới bây giờ. Bây giờ chúng ta đến với việc đúc kết lại tất cả những thứ mà chúng ta đã biết từ người Maya để xem chúng ta có rút ra được cái gì không, và chúng ta có thấy được rằng là cái sự đồng hóa, cái sự gọi là có những cái điểm chung của dân tộc Maya so với những dân tộc trước đây mà chúng ta đã nói không, đúng không? Đầu tiên đó là cái lý do sụp đổ của Maya nó ảnh hưởng đến việc dân số quá đông làm cho thể chế chính trị bị sụp đổ một cách nhanh chóng. Đây chính là cái thứ mà hầu hết tất cả những cái vùng khác thì tôi chưa có nói quá nhiều, nhưng mà cái vùng Maya này chúng ta hãy thấy rõ, đó là bởi vì dân số đã đông nhưng mà nó còn chia ra ở mỗi cái vương quốc khác nhau nữa, vì vậy cho nên là cái thể chế chính trị nó bị sụp đổ vì nó không có ổn định. Cái thứ hai đó là đông dân thì cần nhiều lương thực, đúng không? Mà đông dân đã cần nhiều lương thực rồi thì cái việc chúng ta sử dụng lương thực nó không thể nào chỉ canh trên một cánh đồng được, và vì vậy nó ép buộc người nông dân họ phải mở rộng đất canh tác ra, đúng không? Là họ phải trồng lên xa hơn. Nhưng mà các bạn có biết không, khi mà lương thực dư thì khi mất mùa các bạn vẫn còn cái để ăn, bây giờ mở rộng đất canh tác ra thì chỉ đủ lương thực thôi, bây giờ mất mùa cái là dân đã quá đông rồi không thể nào chịu nổi, sẽ xảy ra cái cảnh là dân đói khát, và nó sẽ dẫn đến cái việc là dân họ phản kháng và họ sẽ gây ra cái sự sụp đổ của cái thành phố và cái vị vua. Và cái vấn đề cái chỗ cái việc cả cái xã hội Maya này nó bị ảnh hưởng từ cái thứ chúng ta thấy được rằng là vua ham quyền và quên đi người dân của họ, vì vậy cho nên là người dân họ mới phải lật đổ để họ tìm cái cách để họ sinh sống tiếp. Và đó là những cái phần đúc kết riêng biệt của người Maya, nhưng mà chúng ta bỏ quên mất một cái điểm chung của người Maya mà rõ ràng chúng ta có thể thấy, đó là cái điểm tương đồng giữa các xã hội của người Maya với các xã hội trước đây, đó là điều đối đầu với các thảm họa thực tế khi mà những người họ quản lý cái vùng đó họ không hề quan tâm đến điều đó, và khi mà họ đối đầu với cái thảm họa thực tế rồi thì nó lại mang cái tầm ảnh hưởng, cái sức nặng quá lớn khiến cho bọn họ không thể nào xử lý được. À, đó là những thứ mà tôi muốn nói, và đó là những phần của ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy là cái clip này nó có thể ngắn hơn, các bạn có thể vui, các bạn có thể buồn, nhưng mà tôi cũng không biết nữa. Nói chung là tôi thấy được rằng á, là cái clip này nó đã đúc kết lại tất cả những gì mà chúng ta đã nói trong những cái phần trước. Và từ cái clip sau chúng ta sẽ nói về người Viking, là một cái chủng tộc người mới ha. Rồi, vậy đó là những phần ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến xem. Còn về phần người Viking á thì cứ để tuần sau biết đi. Ok, nha, bye.